bà số đấy nè đấy nó bị đầu đi cái chấm năng bờ hai chạy tường chạy tường muối chạy tường mà xin anh xài đi nó có năng revit để lo năng khơi một nghìn đi hai một nghìn đăng ký brand làm bảy là thì muốn nhiều cực chấm năng bờ hai nhận em pi cả brand một nghìn nó có năng cả cục tùy đấy nó có năng mà xin anh xài đi cặp bắt đầu một nghìn vì mình chạy tường chạy tường chạy muối năng cục đơn lừa bộ phê đã bởi chí bởi bà nhưng anh brand nó có năng năng bán và đây là con một nghìn thì mỗi cứ một nghìn topo surface này khi anh cố nơi lại gần lại chia sân than đấy nên con cam thì để hỏi một nghìn nó có ai chờ ad nơi còn nơi này khang survey khang qua về mà bị chờ đại và sân gì con và chị dùng thóm hay có ai chờ cố kết được cái kết bạn mà đây chậm bến bàn này nên con nắng thì anh cũng chỉ phân của ấy bạn ạ nên khả năng tập bò sạch nên phải để người chạy để lưu ý vì nâng miền một nghìn mà chuyển luôn thì mỗi cứ một nghìn plus point ấy chẳng nâng khả năng một nghìn plus point nên là thì anh add nâng point còn nâng point mình đây là nâng khả năng chuyển đổi mỗi cứ vì nâng miền tiện tương còn đấy cái anh ít dễ cái đấy còn bây giờ phải để dừng giờ đi bị châu tam dạ cũng không là chứ mình lại ở đây cũng không là bọn này mua chứ nhưng còn đặt bị châu nâng lượng elevation bảo vệ thì nâng khả năng này hết elevation mà viết bị chọn thì nhưng mà thì tôi tới nâng năng một nghìn bà bà mà xin sai đó cứ viên đường miền plan bản mỗi đài nâng năng floor plan mình miền chúng ta sai hay mỗi tiết này nó phải ai chạy thuộc cả sẽ là được import file vì AutoCAD được có bị file có thể đài chênh vì file chỉ Excel được có chênh vì file tích chỉ đạp mình chắc nhầm năng bà hành viên nâng bê cao khi em nông hai nhận tầng plus này thì chúng ta vẫn sẽ có cần có này là dùng cục màu vì chẳng vì có này son son thế là bây giờ dùng finish tới chẳng vì là này anh ấy mình chạy bài mấy nhé chẳng vì chạy bài mấy hay anh ấy nên là hơi mới tới được việc được stop môi thôi mà ta đây mà ta vẫn sẵn gì dùng thuộc cả crop vì nó khả năng cảm thì nó khả năng section box nên nó khơi nhé nhưng nó bây giờ tìm cảo về máy nhưng khơi một cắt bỏ đấy ok đi một cắt bỏ đấy hình em đầu về tới color chân trả bà lần thì khơi nhớ đúng à bởi chị dương đào ná việc cắt nó khơi nhận năng hay vì ạ cũng nát thòm nát đây vì ạ cũng nát và tôi mới tiếp cái chân năng bà hàng dạy trên cái lực lạc lá hay xin chân bà rơn bì vía chân năng bà hàng dạy video này nó không càng nghe là bọc cơm cốm nên ông thì ai kết bạc mà đấy để nhìn chị nó không còn đại là bọc sau cơm mùi muối thì có với chị bây giờ chị chọn basement đấy còn nè đó thì ai có cả kết bạc mà đấy để thằng cảm thì bạn này tôi mình tiếp là khi mình cho một căn size đi sao thế mấy nó không size đi nhưng có ai cũng chỉ master plan chứ có những ai cũng chỉ plan gì ấy nhưng đã đam chơi ấy bạn đang xâm phạm nè riêng astro giấy cứ trả rồi ខ្ញុំនឹង control ទៅលើខ្ញុំ edit surface របស់វាវិញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ add នៅ point បន្ថែមនៅក្នុង point នេះតាក់តឹងនេះគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍យក level វាឡើង elevation វាឡើង 1000 អញ្ចឹងចានេះខ្ញុំឡើង 2300 អញ្ចឹងទៅលើ revit វានឹងចែកឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងទៅពេលយើងចែក finish ទៅយើងនឹងឃើញនេះដូចជាស្ទប់អីហ្នឹងមិនសិនយើងធ្វើបច្ចិកនៅលើភ្នំយើងមានក្អនណែសវ័យហើយអញ្ចឹងយើងអាចគូស្ថានដីនឹងបានអូខេយីគូស្ថានដីនៅលើនឹងបានយើងមើលទៅមើលហាក់ដូចនេះដោយសារខ្ញុំលើកក្អនខ្ញុំនេះព្រោះថានៅក្នុងទីតាំងនេះខ្ញុំតម្លាក់ក្អនណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដកក្អនណែខ្ញុំដាក់ដកកន្លះម៉ែត្រឬក៏500ចុះមកក្រោមអញ្ចឹងអញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់បន្តមកទៀតអីគេអានេះយើងអាច time point ក៏នៃវារៀងច្រើនតិចទៅដើម្បីវាអាចចែកបានល្អបន្តិចអូខេខ្ញុំ finish នេះចាបាទអូខេតំទៀតអ្នកនរនេះចូលទៅកាន់ size ទៀតនៅក្នុងមុខងារនេះនៅពេលដែលអ្នកនរនេះធ្វើការគូសនៅស្ថានដីនឹងហើយយើងក៏ពិតមានមកងារមួយចំនួន design component ហ្នឹងតេតើង add នៅតេតើង component មួយចំនួនដូចតាមឈើឬអីចូលនេះ
và đại tiện tương chỉ mùi đường bia đinh phạt đi tiện tiện tương bia đinh phạt đứng nẹt đó thì ai thua cả cho được cỡ lượt khi mà thỏ diện nó bây đây nó hình chỉnh lượt bia đinh phạt đứng nẹt đó thì thỏ là nẹt ấy chọn hơi cho chân đặt nam mũi đồng bay sang sang và kiểu bao nhiêu cho chọn tinh tàng này quá hai được lần nắng vì dân tứ chỉ tu tới khi ông đang bị vô luôn bây giờ đã hiện đã có năng gọi đây sản số rồi chị dân là cái lại đại diện cho mấy nó đi dân vì tại sao nó à một nắng đại kim bây giờ để được nít tại sao nhưng cho biết nó năng level này kì level admin elevation sản số còn đây sản số nó ở địa không bố sản số hà tí tăng này kia chứ tí tăng là dừng lực của đó ta nên nó hay chăng time được không có làm bài tiết nhưng ai dạo in thơ mà cứ vì đừng chắc được lòng của là phải tìm thế nhé chẳng một người nào ở đây nhưng ai thuộc cả cực nơi và mà đầy chạm ở đây chị đầy chị bàn tại vì mình nhưng cực bàn được là người số dân miền thì xa được nâng cả cực tiện thì tôi tới bà sân chia hạn đây là gì chị với phòng đá dùng đại chị tròn này thì chị với ở miền mồm chùm rìa đó hay với ta một hệ đầy đại những chị dự ảnh miền vị thị xã trà được nông ca đi nắng thì mỗi dự ảnh theo số cái edit lấy miền nông nông lấy và nhưng phải đi chào sẵn nhưng ai vị thị xã thì mỗi cứ trong nông pra system và mà hai nhà được ní đại system nắng viên viên lo đại được nông lấy nhưng miền system mỗi để tên nông on bọc app chúng bố cảm thấy nước này nó thì ai tự tiền nhận được nó cảm thấy App Store mà anh ấy mến cho tôi căn App Store được Play Store này một lần này được nâng cầm được nâng ở đây về miền một nghìn mũi cái hàng ở đây App Store nếu thì ai tự tiền nhận được nâng cái hạ tập bộ ở đây App Store bạn và một tiết là nếu thì ai prapra pra một nghìn mũi cứ slope này slope này được nâng một nghìn này nó phải đại diện slope vì ở những distance viên point point những bao màn hai bị point còn này mới chẳng có thể nhẹ nhé giờ bị một mess lên bị một mind hay bom chấm đi là dừng chạy đấy sao được pram được cái đấy chẳng là bây giờ dừng chạy lên giống như mình chạy lên đi mà chẳng lấy viên đang chạy tam mom năng ai như này nè chạy tam mom hết mom hạn đầy nó bị chạy ai như này chẳng là được cái năng tì tàng đấy nhưng ai chạy hết nhưng mới còn này bị bạn chứ nó khả năng cầm thì nó tìm mỗi cái dương của ai anh ấy dương khả năng cả đấy đã bởi chị bởi dương thuê từ cầm thiệp năng đấy thiệp năng tệ đấy nhưng mà ta bởi sân dương xong nó phải thường lưu thiệp năng năng dương thơm mạch nó nấy dương có miền nó khả năng mặt nó khả năng mặt xinh xài nó dương cả lại bia ní thì mỗi thời dương chọn xong vì tệ đấy từ dạng bộ bay mạch rồi thầy chạy lên đi mà như vậy đi mà anh ấy hạt ấy bàn nhầm đạp bay mà tới bên nơi ta để nhầm mày cho con này bạn nói xong rồi mày giờ đấy nhầm lực lại bay phòn mình cho mày ăn cháu mà nhầm in thời mà những về đại diện lực bấm phụ bay mà thì là về đấy à là về đấy những việc rồi mà này đấy những việc gần đây mà ta mà bia liền này còn một tay nó không cả này nó vì tôi chỉ tròn vậy đó không lại khăn system với vì ở không lại khăn smart vậy đây dùng bây dùng chạy bê tông nhưng ai chạy smart ban còn một tay bên sân gì dùng chọn ở miền miền chấm rìa đấy dùng ai dùng ai pra cam thì bà nó bảo vệ hay xin chấm rơi vì miền miền tràn nó còn hôm nay nó tập phương sân mà hay kiếm chạy người đi ok chắc như ngày kết tới vì vì chấm điểm bài vì chạy đó mình tiếp nhầm năng phải nhớ một nghìn mà chuẩn luôn tiếp được năng massing inside và hai nhà đó khí được năng massing inside miền một nghìn mỗi cứ split surface bảo phía nữa được năng như ngày cắt cắt chấm này này tay đây này nào mỗi ưu tiên ngày cắt này thằng này mà phơi chỉ phơi lớn rồi có nhưng chọn phải đặt vì chạy chỉ phí tại ai sẽ để được dạng bộ bảo vệ những ai phát ra một nghìn split hay chạy nhờ lửa tâm chạy nhờ lửa software bảo vệ máu tâm nên nó thì ai split than đầy những tạm cái trang bàn bảo dưỡng tạm riêng cái trang bàn bảo dưỡng ok
chẳng là bây giờ dừng chạy lên split đó vì ai chạy chụp pi chẳng là bây chạy chụp pi dừng ai sẽ để con này edit point là khả năng tí tăng mùi mùi nhỉ chẳng như ai ta lẹ lô về rồi còn ta lẹ ấy bị tiệm trên cái nếp bàn rồi có dừng ai cứ flow của ấy split hóa dừng ai chạy cứ flow được tam dần thành đấy đến các bạn này nâng nâng cho đấy nâng nhóm xong bài và nâng hay chụp cái nền video cái tên nâng massing inside. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.